Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh vlog của mình. Và trong video này thì chúng mình sẽ cùng nhau học về Canva. Như mọi người đã biết thì Canva là một phần mềm vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong mọi thiết kế, đúng không? Và dù là dân chuyên nghiệp hay là doanh nghiệp dư thì Canva đều là phần mềm vô cùng quan trọng. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không cùng mình khám phá ngay phần mềm hữu ích này nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem video của mình và đừng quên like và đăng ký cho kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu có ý kiến thắc mắc hay gì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nhé. Như mọi người đã thấy ở đây thì đây là giao diện Canva của mình. Đấy, đã mở được Canva lên chưa nhỉ? Có lẽ là mọi người cũng mở được rồi chứ. Thì thấy ở đây chúng mình sẽ có cái mẫu thiết kế đã từng thiết kế, và cụ thể thì như trong video này chúng mình sẽ thiết kế là cách tạo như chút thumbnail, đúng không? Mọi người chỉ cần nhập vào dòng web where you design, ở đây thì mọi người sẽ nhập là thumbnail và cùng chờ xem các mẫu. Thì nó ra rất là nhiều những cái mẫu khác nhau về như sức thumbnail này. Healthy food receiver, how to stay healthy. Cái này cũng hay. Mình thấy đây cũng là một phần rất là hay. Hai cổ là một cổ có bảy. Làm nhiều cho giỏi. Năm này. Nghỉ từ hôm qua làm, hôm nay mới làm rồi, bây giờ Không, làm lâu. làm đến hai cái này rồi. Có phải hôm qua mà làm trước ba cái này thì hôm nay chỉ còn bốn cái này không? Hôm Ai nay bảo hôm qua làm chơi? hai cái này rồi, bây giờ cái ba. Nhập xong mấy cái thì nghỉ. Làm hết bài một nhá. Rồi, chiều chiều làm đến bài 10. Tối. Tối làm hết, nếu hay là xong nhỉ? Làm hết bài một đi. Ngồi nhà ngồi bàn làm cho nhanh, không ngồi đây làm bao giờ. Nhưng mọi người đã thấy thì cái này cũng khá là một cái thích hợp để làm thumbnail ấy. Mình nghĩ là mình sẽ tận dụng cái này. Thế nào? Sao đấy tạo được cái khung bức ảnh ngang xoay thì lại sẽ được cái phát. Ok, và rồi thì chúng mình sẽ cùng nhau tự tạo cho thumbnail. Xóa đi nhé, tự làm thì nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều á, nên là sẽ cần một bức ảnh để xem nào. Về Canva, Excel ta, mình sẽ học cái gì đây? Sao thì cũng không biết là mình học cái gì. Photoshop thì có rồi,
ra là can chưa, có biết tiếp tục quay về can không? Excel đi, Excel nhé. Element cái hình này size thì cái bước này nó so với trong Photoshop thì nó nhanh. Photoshop thì mình phải cắt này cách cắt kia khá là phức tạp đó.
như mọi người đã thấy ở đây. Bây giờ thì mình sẽ thêm cái sóng sóng vào bên cạnh này nhỉ, chặn upload này. Cái sóng sóng đấy là cái từ khóa nào ấy, tha thứ một chút. Để xem cái sóng sóng lướt lướt đấy là cái từ khóa nào nhé mọi người. Sợ là mình cũng không rõ luôn. Cái gốc đây, cái sáng trắng này này cô này thì có dối không? Có chút hơi dối không? Cái basic thôi. So basic. Vàng này cũng xinh này. Một led đỏ thì kia là đẹp rồi, có thêm gì nữa.
Bây giờ thì chúng mình sẽ cần phải ghi thông tin của các bài học vào.
Keyword đầu tiên mình có đó là bài viết tập trung tài liệu từ kênh YouTube XML. Gì? Một câu sai. Đâu? Đây nhá. Đây. Phần 3 xong 126 ở hôm sau mình trừ được rồi. Sao phép cộng mà. Ừ. Sao phép cộng mà. Ừ. Sao ở dưới đây lại thành trừ rồi. Ừ. Một tiệc em làm xong rồi. Đã xong rồi. 3 một cột rồi. Ừ, nào đi. Ai bảo hôm qua không làm? 4 giờ 7 phút. Đến lúc mai đi học rồi mới làm. Hôm qua nghỉ không làm một tí, hôm nay phải phải làm ít hơn không? Mình nghĩ là
cái kỹ năng tiếp theo để học với nhau. Excel thì có thực là mình các hàm tính thực sự giúp trên Excel. Các hàm tính cũng khá là hay đúng không? Các hàm tính tiếp theo chúng mình có hàm về là nhiễm một số hàm tính tiền tích lũy và khấu hao tài sản. Hàm tính tiền tích lũy khấu hao
Rồi, hàng lên, hàng đây. Right, left, today, ôi
Thế lại giờ mình đã tạo được ra bao nhiêu cái thumbnail và Excel rồi nhỉ? Mình cùng thử kiểm lại nhé. 2, 3, 6, 7. Rồi mình đã tạo được Excel. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo thêm 3 cái nữa nha mọi người. Vấn đề bảo mật, vấn đề dữ liệu và nhập dữ liệu. Vấn đề bảo mật đã lưu rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có vấn đề dữ liệu và nhập dữ liệu. Trong cái chữ này với impact chút để lắp đổi. Rất là buồn vì lãi mình không có cho ấy.
cộng lại đã được. 1, 9. Vậy ạ. Ok, mình sẽ bổ sung thêm hai cái nữa để cho là thành 10. Anh giao đến chùa Liên Sơn cho em nhé. Ui, xa lắm anh ơi, em đang bận nữa. Không, em ở trên dốc cơ, ở chùa Liên Sơn nhá. Bao giờ anh giao đến thì anh gọi cho em. Tiếp một cái nữa là hàm right left và hàm today right left hàm today.
7, 8, 9, 10, 10 cái thumbnail đã xong và mình cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã rất đồng hành với mình và đừng quên like và đăng ký cho kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.